Em kinh cẩn như mình báo miệng về tàu mang đầu về lại khẩn thỉnh anh chị hoành tráng nói sang cái mồm mong anh chị đại giá qua lầm giáng đủ lô nhàng linh ứng về gáy. Trung tâm lễ làm thành của em anh chị nhà lời vàng anh chị sang cái kim ngọc anh chị phát cho em xem bao giờ anh chị cho em xin lại đồng ngân đồng xuyến từ anh chị ạ. Em tuổi còn trẻ tóc còn xanh em ăn chưa sạch em bạch chưa thầm không biết kêu xảo trò thấu tấu xảo trò tưởng. Thôi thì em biết đến đầu em tàu đến đó thành tâm mong anh chị hoành tráng thấu cho làm thành lễ của em. Nếu có xấu hổ không dám gặp em thì mong anh chị mặt cho em. Đồng ngân xuyến như trong giấy hẹn thôi thì em không tính lại em không tính phạt em chỉ xin lại có đúng cái gốc anh chị cho em giúp em có tí giàu tí buôn cơm cháo qua ngày. Anh chị tồn tại làm ăn cũng dễ em sống không tiện vui vẻ hòa đồng một đời an yên. Cần cáo lễ giá di công thức ngựa muôn trăm vạn lệ muôn trăm vạn bài em xin được bái tạ.